Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân hoặc là hỏi ý kiến khán giả. Bạn đã sẵn sàng chưa? Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. À, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Hoàn toàn chính xác. Quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 8. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án A. Em xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án A. Và với câu hỏi này thì sáu xin trợ giúp cho người chơi là đáp án D ạ. Bạn đã lựa chọn phương án A. Và đáp án đúng của câu này. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Hỏi ý kiến khán giả. Xin mời. À. Riêng với câu này thì câu trả lời. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 10. Đáp án của bạn là B. Và đáp án đúng của câu này. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện tại đang là 22 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 11 thì phần thưởng sẽ tăng lên 30 triệu đồng.
Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Xin mời câu số 11. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Em xin trợ giúp cho người chơi trả lời câu hỏi, đó là phương án B ạ. Câu B. Và đáp án đúng của câu này B, hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 12. Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi hai phương án sai. À. Và đây là một đáp án. Đó là phương án B. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì.